chào găng. Ồ, số 1. Dạ. Cô ăn vô, trời, hôm nay cô ăn á. Sắc là phân phân chiên á. Dạ, con thôi. Biết làm mà. Favorite của con á. Cô ăn. Dạ. Nó ở trong tốt không? Để tủ lạnh. Dạ, cô ăn á. Mà không biết tốt không? Good morning, happy Friday. It is Friday the 6th of March. It is gonna be 75 degrees here today, and it's snowing on the East Coast. It's snowing in New York, it's snowing in Washington, D.C., and we are in shorts. It's gonna be 75 degrees today. It is Friday, seniors, health and fitness, and fall prevention. That's important, fall prevention class. All right, let's get started. It's Friday. Happy Friday to you all. The 6th. Friday. Bên đây, bọn quần sọt bên kia tiếc. Bên Washington DC tiếc, với lại New York là tiếc. Okay. Bọn tiếc. All right, I was just telling them about the snow on the East Coast. Alright, ngồi xuống, hai chân thẳng ra. Okay, let's sit down. Both legs straight out. And touch our toes. Touch our toes. Chưa thấy được. Chưa thấy được. Đó. All right, here we go. Hai chân thẳng ra. Cùng xuống dưới chân. Okay, what I'm saying is both legs straight out. Reach down, touch your toes. We're going to do 20 times. Touch your toes 20 times. Touch your toes 20 times. Touch your toes 20 times. Make sure your leg is straight. Don't bend your knees. Try to straighten your knees and stretch out the hamstrings. There you go. Touch your toes. Touch your toes. Touch your toes. Friday. And 75 degrees, East Coast, snow. Crisscross them. Cross them over like so. My favorite. Getting gifts. For a jog today. I was watching the news last night and they were having a snowball fight in Washington, D.C. And I was like, wow, that sounds fun, but it's not shorts and t-shirts and 75 degrees. No, no, no. Okay, đổi chân. Okay, switch it up. Other side. Crisscross. 20 times, touch your toes, let's go. Touch your toes, touch your toes. Không xuống, không chân.
She goes for a walk every day. Rain, snow, we don't get no snow here, but rain, man, weather, cold, she goes. All right, every day. 90 something years old. Yes. Okay. Để hai tay lên, ngoài thẳng lên, lắc ra. Lắc mạnh. Lắc mạnh. Lắc mạnh lên. Lắc mạnh lên. Lắc mạnh lên. Ok, lấy một tay. Lắc mạnh lên. Lắc mạnh lên. Một tay. Lắc mạnh lên. Đổi tay. Từ từ. Lắc ra. Đổi tay. Lắc ra. Đổi tay lắc mạnh lên. Nhật có và duyên vui. Cái nào cũng ôm à. Sao tiếng nói là hồi lâu rồi vui lắm. Bị bệnh không có nghe gì hết. Cái giờ khỏe lại. Khỏe lại. Hả? Chi để tay vậy quay cho con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 đi ngược lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 đổi tay. 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ngược lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, we were doing circular motion, 20, and then reverse 20. Okay, now we're going to do the ankle. Okay, way, D. Now we're going to rotate the ankles. Ball, five, five. Ball, down, south, right. Switch ankles. Rotate your ankles as much as you can and then reverse 20 and 20. Nhanh lên, hay hơn, ok, nhãn nó ra, ok,
I'm telling them to do it faster and bigger circles. Stretch out the ankles. Get the blood circulating back up to the heart. Okay. Nói chung, làm nhanh lên cho con. Cái này là quan trọng lắm. Okay, mấy người lớn tuổi phải đẩy cái máu lên lại. Đẩy cái máu lên lại. Okay, quay nhanh bự ra đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Kill them. Stand up, sit down 50 times. 50. 5-0. 50 times. They can do it. All right, we're going to work out hard today. Get the blood pumping, get the heart going. Quadriceps. Working out the quadriceps. Đứng lên, ngồi xuống. Mỗi người đếm nha. Mỗi người biết bao nhiêu. Đếm đi. Đứng lên, ngồi xuống. Bạn bè rủ đi chơi, đứng lên. Mạnh lên. Ủa cho hai đứa chân nó yếu. Đứng thẳng lên nha, chừng nào đứng lên là đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên, ngồi xuống. Đứng thẳng lên. Rủ đi em, đứng lên. Rủ đi nhảy đầm, đứng lên. Over. Over. Yeah. So, we got some they all got tickets on. Oh, y'all got tickets on? Just did 50. You know how hard it is to do 50? Try it. Try it at home. Sit down, stand up, sit down, stand up. Try just 25.
All right. First, we get these 50 with the feet. Make sure you do the feet. Then now we're going these 50 times. 5-0. High five. High five. And now, so then what? Now, when you're done, look how fast he is. When you're done, roll it out. Get in. Get out, so high five. Không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 cái, 1, 2, 5
1, 2, 3, 4, 5, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Wax on, wax off. That's right, Mr. Miyagi. He knew what he was doing, all right? Hai tay thẳng ra. Quýnh cái người kế bên mình. Quýnh vô, quýnh vô. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngược lại. Đừng có quên hai cái chân, hai cái chân. Hai cái chân, hai cái chân. Don't forget the feet. Every time I give them something complicated, right? They gotta think about it. They forget the feet. So don't let them forget the feet. Don't forget your feet. Number one, hai chân. Cô làm xong chưa? Xong rồi hả? Xong chưa vậy? Hả? Ok, hãy hai tay lên. 1, 2, 3, 4, 5. Qua bên kia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, hãy đi đi. Quên xuống mạnh, quên xuống mạnh, quên xuống mạnh.
50. Xong chưa? Bring your knees up before you kick out. Don't just kick out, okay? I'm trying to bring the knees up and kick out. Knees up, kick out. Để chân lên, đá ra, thẳng ra. Để chân lên, đá ra, để tay luôn, ra luôn. Để tay ra luôn, đá ra. Đá ra, đá ra, đá ra. Đá ra, đá ra, đá ra. Để chân lên, đàng hoàng. Để chân lên, đá ra. Để chân lên, đá ra. Cô ngoài sao, để chân lên coi một cái đá ra. Kick out. There you go. Good. There you go. Kick out. Dara. Dara. Woo. Dara. Dara. Hey, what? Để hai tay lên và để cho cô 100 cái nhanh lên 100, we're going to need 100, okay? Make sure you do 100, okay? Kéo chân lên đàng hoàng, đừng có mấy cái chân vậy. Kéo chân lên 100 cái. There you go, ball high.
Surprised a lot of them can do it, okay? But that's not easy, okay? That stuff's not easy. Oh, someone just came in. That's my favorite. That lady that just came in, she's 90-something years old, and she still drives. She still drives. Yo, hi, Jung. 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 Job, okay. Make sure you breathe. Nhớ nha. Ăn uống là được mà. Không có hít vô thở ra là chết nhanh hơn á. Okay. Hít vô thở ra. Phải hít vô thở ra mạnh. Khi nào mình quên mình hít vô thở ra khó. Phải biết hít vô thở ra mạnh. Okay, ngồi sẵn rồi. Hít vô lỗ mũi. Thở ra miệng. Hít vô lỗ mũi. Thở ra miệng, tập hít vô mạnh, thở ra mạnh, tập cho nó mạnh lên, hít vô mạnh, thở ra mạnh. Lâu lâu mình phải tập cho nó mạnh lên, không làm yếu. Breathe in and out, strong breath, in and out. Hít vô mạnh, thở ra mạnh. Tell them to breathe hard, okay? Because right now the heart is going like this, okay? Okay, nhớ nha, bây giờ cái tim của mình đánh đang làm vậy. Boom, 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 boom. Mình phải hít vô mạnh, thở ra mạnh. Okay. Hít vô mạnh, thở ra mạnh. Yes, Friday. March. Hít vô mạnh, thở ra mạnh. Let's get them out of the chair. Let's get them out of the chair. Okay, để hai tay lên. Quay, quay nhãn ra. Quay. Let's rotate the hips. Let's get some circulation in the hips. Okay, they've been sitting in the chair for a minute.
quay cho con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại. Reverse, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại. Hai người mới vô, thở hai chân ra cho con tí, thở hai chân ra. Thở hai chân ra, cô thở hai chân ra được không? Đúng. Quay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại. Reverse, rotate those hips. Okay, you don't want the hips to lock up. You want to get the blood circulating in the hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại, nhanh lên, giờ làm nhanh. Nhanh lên, faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái gì con? Ra ngoài trước, ra ngoài sau, ra ngoài trước, ra ngoài sau, ra ngoài trước, ra ngoài sau, ra ngoài trước, ra ngoài sau. Đẩy nó ra ngoài trước. Push it to the front and push it to the back. Push your hips. Look at that. He's doing a great job. Okay? Front and back. Okay? Đẩy ra ngoài trước nhiều cho con. Đẩy ra ngoài trước nhiều. Cô rước vô trẻ hôm nay không có cho nói chuyện. Bên New York là có tiết nữa nha. Cô mà bên đó là phải đi bộ mà có tiết nữa. Đẩy ra ngoài trước nhiều, đẩy ra ngoài trước nhiều, sao đẩy ra ngoài sau nhiều mà không có đẩy ra ngoài trước. Đẩy ra ngoài trước nhiều không? Đẩy ra ngoài trước nhiều. Ra ngoài trước vậy nè. Nhiều người đẩy ra ngoài sau nhiều mà không có đẩy ra ngoài trước. Đẩy ra ngoài trước nhiều đúng không? Đẩy ra ngoài trước nhiều. Ra ngoài sau, ra ngoài trước nhiều. Ra ngoài trước nhiều. Đẩy ra ngoài trước nhiều không? Ra ngoài trước nhiều không? Đẩy ra ngoài sau. Đẩy nó muốn sụp mà chèn. Ok, nhìn con, qua bên đây, qua bên kia, 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 qua bên đây, qua bên kia. Đẩy, 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 đẩy. Đẩy qua, đẩy qua, đẩy qua. Hay quá. Ok, giờ cái tròn ở trên đây, giờ mình quay ở trên đây. Quay hết trơn. Quay hết trơn. Quay hết trơn. Quay hết trơn. Ở trên. Nhớ nha, ra ngoài trước, ra ngoài sau nè mà. Cô cứng quá. Cô cứng quá. Ở đây kìa. Ở đây kìa. Ở đây kìa. Ra ngoài sau. Ở đây. Đó. Nhớ ra ngoài trước nữa. Cô làm cũng được. Quay, quay, quay,
Ok, để hai tay luôn, quay qua bên đây, qua bên kia, ở trên nha, ở trên cái đầu, quay qua bên đây. Cô bạn của cô Đức làm sai, ở trên qua, đó. Giãn nó ra. Kia đó, làm vậy có thấy chân con hay hơn nữa. Đó. Hay quá. Hay quá. Ok, nhìn con. Ra ngoài sao win. Ra ngoài sao win. Ra ngoài sao win. Ra ngoài sao win. Ra ngoài sao win.
giờ mỏi mới mình đợi 10 giây. Mình dễ 10 giây. Ok, để tập chân lên 10 giây. 1, 2, 3, lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. Hỏi chương. Okay, now we're going to keep the legs up, okay, and wait 10 seconds, okay? Try to hold it for 10 seconds. Work on your balance, okay? Work on your balance. Okay, để chung lên, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Đổi chân. Đổi chân. 1, 2, 3, lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, đổi chân. 1, 2, 3, lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đổi chân. Rồi mình tắm thôi, 15 giây. 15 giây. 15 seconds now. Let's see if they can hold their leg up. 15 seconds, work on their balance. Ok, 1, 2, 3, lên. 1 giây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay quá. Lại có nói 15 giây. Lên 20 giây. Ok, đổi chân. Răng xong rồi. Răng xong rồi, đi ăn. Đi chơi thứ sáu. Để chân lên. Để chân lên. 1, 2, 3, lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay quá, giờ bác làm lấy quá nha. Hồi lâu rồi bác sĩ tới, giờ làm lấy quá nha. Okay, đổi chân một lần nữa. 1, 2, 3, lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Phải làm lại, cô Đức không có làm được. Cô Đức dùng cái bàn, cô Đức dùng cái bàn, cô thấy cô Đức dùng cái bàn. Vậy. Coi nè. Mấy người mà dùng cái ghế, dùng cái bàn, coi chú mình đi về làm coi không có dùng được không? Để tay ra, chỉ, để tay ra, để tay ra, chụp vô, chụp vô. Vậy. Chút đi về coi coi mình làm bộ 2 giây được không? Cái chụp vô, sổ té là chụp vô lại. Chụp vô, chụp vô, để đang đứng ngoài sau ghế, sổ té là chụp vô. Cô con muốn coi coi con làm được nha. Cô lấy cái tay ra, sổ té, chụp vô. Chụp vô, chụp vô. À, để chân xuống. Khi nào sổ té, để chân xuống. Để, coi nè, để chân răng. Để chân răng rồi biết, để xuống. Để xuống. Nhiều người hay để cao, nhiều người sợ để thấp vậy nè. Để thấp xuống. Để mấy người mà sợ té là để thấp. Để xuống lên. Để xuống lên. Ok. 1, 2, 3, để xuống lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Friday, fun day, 75 degrees, it's snowing on the East Coast, snow, and we're 75 degrees, so take care, seniors health, happy Friday, stay healthy and don't fall. Choke out cancer.